Xin chào tất cả mọi người. Thì video lần này mình sẽ review cho các bạn là bốn loại quạt sưởi mà thường dùng trong năm 2020 và 2021, và so sánh ưu điểm nhược điểm của từng loại để mọi người biết rõ và chọn cho loại quạt sưởi cho ra cho phù hợp với điều kiện cũng như không gian trong gia đình mình. Và đây mình có ghi ra cái bảng này để mọi người là tiện theo dõi nha. Đây thì đầu tiên là cái quạt sưởi thông dụng đầu tiên là cái quạt sưởi là halogen. Đây thì cái quạt sưởi này halogen thì rất nhiều nhà sử dụng luôn, vì nó thứ nhất là giá thành nó rất rẻ, dao động là chỉ còn khoảng 300 đến 800 thôi. Thì thiết kế thì nhỏ gọn, thì nói chung là mình thích xách đi đâu mình xách. Nói chung có chế độ an toàn tự ngắt khi ngã, khi cái quạt mà bị ngã xuống, không may ngã xuống thì nó sẽ ngắt, không làm ảnh hưởng đến đấy. Cái bóng thì nếu mà hư á thì dễ dàng thay và giá thành nó cũng không quá cao quá đắt. Cái nhược điểm hay của nó là không gây khô da và không đốt đốt oxy. Nhưng mà nó cũng có một cái nhược điểm, đó là rất dễ bị bỏng vì nhiệt lượng nó tỏa ra rất cao, cho nên là mình phải tránh xa tầm tay trẻ em nha. Và cái nhược điểm thứ hai nữa là cái giữ nhiệt của nó không lâu, nói chung là không được lâu, tắt đi cái một lúc là hết nhiệt luôn. Cái thứ ba là ánh sáng của nó thì rất sáng, rất dễ gây chói mắt, nhất là vào ban đêm mình đi ngủ thì dẫn đến là khó ngủ. Còn cái loại quạt sưởi này thì ngày xưa mới hay dùng, nay thì ít dùng lắm. Thì quạt sưởi này dùng dây may so, thì nó có cái ưu điểm là làm nóng rất nhanh, thiết kế cũng nhỏ gọn, giá thành thì cũng rẻ, từ 300 đến 800. Nhưng mà nó có cái nhược điểm vô cùng lớn là đốt cháy oxy. Nếu mà phòng nào mà kín á thì có thể dẫn đến là bị ngạt khí oxy, giống như bếp than luôn. Và thay thế cái loại bóng này là khó khăn. Nói chung là cái loại bè quạt dây mai so đó, thì mình khuyên mọi người là không nên dùng, tốt nhất là không mua. Đây. Tiếp theo, cái quạt sưởi dầu này thì nó hiện đại hơn. Cái quạt sưởi halogen thì nó có cơ dơ le là tự ngắt khi nó quá dòng hoặc là quá nhiệt. Nó thứ hai là nó không đốt oxy. Đây. Thì nó chất liệu nó bằng dầu, làm nóng bằng dầu thôi. Thứ ba là không làm khô da. Đấy, nó có cái hay cho đó. Thứ tư là có cái bánh xe, vì nó thiết kế là hơi to cho nên có bánh xe, cho nên mình thích đẩy đi đâu mình đẩy. Độ bền của nó là khá cao nha mọi người, nói chung là dùng vô tư, vì ánh sáng nó không phát ra ít cho nên là không gây chói mắt. Và có cho cái ưu điểm hay là nó có chế độ hẹn giờ. Nói chung trước khi đi ngủ thì mình muốn hẹn bao nhiêu á thì nó sẽ tự tắt và trong phòng nó vẫn ấm nha. Cái nhược điểm của nó là nói chung là giá thành thì hơi cao, dao động từ 2 triệu đến 3 triệu cồng kềnh, nói chung thiết kế nó to cồng kềnh. Còn làm nóng á thì nó làm nóng lâu hơn so với cái loại halogen. Và nó cũng có nhược điểm là nóng, cho nên là tránh xa tầm tay trẻ em nhé, không là sờ vào là bị bỏng. Cái sưởi thứ tư là cái sưởi là bằng gốm này, cái này gọi là hiện đại nhất, nó khắc phục những cái nhược điểm của các loại như đèn sưởi halogen, đèn sưởi semaso và đèn sưởi dầu, là nó khắc phục gần như là hết. Thì nó thiết kế là rất chi là bắt mắt, sang trọng, để phòng khách nói chung nó như một vật trang trí luôn. Thứ hai là có điều khiển từ xa, thì mình ngồi một chỗ mình có điều khiển giống như tivi cũng được. Có chế độ an toàn nha, khi quá dòng hoặc có nhiệt nó sẽ ngắt. Thì nhiệt ưu điểm tiếp theo á, là không gây khô da và không hại mắt. Đây, cây này là rất hay luôn. Và cái thứ hai tiếp theo, ưu điểm tiếp theo á, là không đốt oxy và làm nóng rất nhanh. Đó. Cái khăng khắc phục được cái so với cái dầu thì làm nóng lâu và cái này làm nóng nhanh luôn nha. Và một số model đời mới bây giờ thì nó có chế độ phun sương nha mọi người, thì để tạo độ ấm cho da, cái này là cũng rất chi là hay luôn.
trông dây khô ra tạo độ ấm luôn. Còn cái nhược điểm thì này thì là cái giá thành thì nó hơi cao, 2,5 triệu đến 3 triệu nhà nào có điều kiện thì mới dùng được, và nó thiết kế là cũng hơi cồng kềnh dẫn đến khó di chuyển. Đó, nói chung là trên đây là mình vừa review cho các bạn là 4 loại quạt sưởi là thông dụng nhất trong năm 2020 và 2021 tới đây. Thì tùy vào điều kiện của gia đình, nhà nào mà nói chung là bình thường và ấy thì dùng cái quạt sưởi halogen nhé, thì nó cũng quạt sưởi này rất thông dụng vì giá thành rẻ và rất có nhiều nhược điểm, thì mọi người dùng halogen. Còn cái quạt sưởi dây Maiso thì tốt nhất là mọi người bỏ qua, không nên dùng. Đó. Cái loại này là không nên ngừng, mọi người kéo luôn. Đó. Đấy là vì nó đốt oxy, nó không khác thì bếp than cả. Còn nhà nào có điều kiện hơn thì dùng sấy dầu. Đó. Thì nó rất nhiều ưu điểm và bền cao. Và điều kiện hơn nữa thì dùng sấy gốm. Đó. Thì đây thì tùy thuộc vào điều kiện không gian cũng như hoàn cảnh của gia đình thì mọi người chọn cái loại cạt sưởi mà sao cho phù hợp. Được. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video hôm nay của mình. Nếu có ý kiến thắc mắc hoặc cũng như góp ý cho mình thì hãy comment xuống dưới, thì mình sẽ tiếp thu và giải đáp tất cả các thắc mắc của mọi người, và nhằm giúp cho kênh, nếu mọi người ý kiến góp ý thì để giúp cho kênh mình cũng như video của mình càng ngày càng hoàn thiện và có lợi hơn cho mọi người, thì mọi người nên góp ý giúp mình. Và nếu thấy video của mình hay và có ích thì hãy cho nó một like và chia sẻ đến nhiều người cùng biết. Và nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký hộ mình nha, để không bỏ sót những cái video mới nhất của mình. Và nhớ bấm chuông nha, khóa chuông nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.